Thưa quý vị và các bạn, cam chanh là một trong những loại quả đặc sản của tỉnh Nghệ An được trồng phổ biến ở các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Con Cuông. Từ lâu, loại đặc sản này đã nổi tiếng và được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng bởi vị ngọt thanh rất riêng so với giống cam ở các địa phương khác. Để giữ gìn và phát triển giống cam đặc sản này, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý ngày 17 tháng 11 năm 2010 và được gọi chung một tên là Cam Vinh. Thế nhưng khi loại đặc sản này được bày bán tràn lan thì bị một số tiểu thương lợi dụng thương hiệu đánh lừa khách hàng bởi phần lớn cam Trung Quốc giá rẻ đang đội lốt Cam Vinh để dễ dàng hơn trong khâu tiêu thụ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chợ Quán Lâu, một trong những nơi giao thương buôn bán nằm ngay trung tâm thành phố. Tại đây, không khó để nhìn thấy cam là mặt hàng chủ yếu được bày bán vào thời điểm này tại khu vực hoa quả của chợ. Cùng trong một sạp hàng, nhìn giống nhau, nhưng cam lại được người bán chia thành từng loại với giá tiền khác nhau. Vì vậy, cách duy nhất để có thể phân biệt từng loại cam là dựa vào sự hướng dẫn của người bán hàng. Đây là giống Xã Đoài, trong ngoài Yên Thành đấy. Mà cái này nha chị bán 45.000 cân. Con cái này là bao nhiêu? Cái này 40.000. À, con cái cam bên này. Cam bên này là hành bì hồng này, đứt cuống này, bò ra đó. Chị chuyên bán cam Xã Đoài này thôi, còn cam Quỳ Hợp chị ít bán lắm. Còn với những người tiêu dùng, đây là cách để họ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý và đảm bảo về mặt chất lượng. Họ nói cam nở cam kia mà mình nhìn ấy, thì màu cam thì mình mua, thì dù như cam này là tươi hơn, có đắt giá hơn đấy. Cam thì rất nhiều nhưng bác ở xa nhưng bác vẫn mua, là mua người. Bác mua mấy năm rồi, theo hãng mấy năm rồi. Mua theo gợi ý của người bán, chọn hàng cảm tính hoặc mua người quen là những cách làm phổ biến của hầu hết người tiêu dùng hiện nay. Mục tiêu của những cách làm này là để có thể chọn mua những quả cam tươi ngon, đúng nguồn gốc xuất xứ với giá cả phải chăng. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng trong những sạp cam như thế này, rất có thể cam giá rẻ của Trung Quốc đang được bày bán lẫn lộn và được các tiểu thương dán mác Cam Vinh để dễ dàng đến tay người tiêu dùng. Như cam Xã Đoài với cam Hà Giang y hệt như nhau. Nói Hà Giang nhưng mà mình mua cực không chịu. Mình nói thì dễ nghe. Cam Hà Giang thực chất là cam Trung Quốc. Đó là lời khẳng định của những người buôn hoa quả lâu năm. Và tất nhiên, giá của loại cam này cũng rẻ hơn khá nhiều so với Cam Vinh hiện nay. Để chứng minh điều này, theo chân một tiểu thương hoa quả có kinh nghiệm và vào vai người đi mua cam sỉ. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại chợ Vinh vào lúc 3 giờ sáng. Rất nhiều thùng cam Trung Quốc được bày bán. Và đây chính là loại cam mà các tiểu thương bán lẻ ở chợ thường gọi bằng cái tên cam Hà Giang hay cam Hòa Bình. Chúng được chở đến bằng những xe tải và đứng đổ rỉ ở đây và cả ở đây nữa. Mặt hàng này là lựa chọn của rất nhiều tiểu thương có mặt. Bởi vậy mà chỉ chưa đầy một tiếng sau, nhiều xe cam đã vơi đi đáng kể. Tất cả những cái xe kia đều Hòa Bình, con ga bên này là Hòa Bình, các cái xe này mua là Hòa Bình cả, Trung Quốc cả. Có một cái tiểu xảo nhỏ được các cái tiểu thương sử dụng, đó là các cái thùng cam Bắc Giang thì thường được đặt sát với những cái thùng cam Quỳ Hợp và cam Nghĩa Đan. Mục đích của việc làm này là để tạo sự nhầm lẫn lúc mua bán. Đặc biệt là vào những lúc khách đông thì hai loại cam này được trộn lẫn với nhau và bán với giá như là cam Quỳ Hợp, cam Nghĩa Đan. Và chỉ vài tiếng sau thì các cái loại cam Bắc Giang hay còn gọi là cam Trung Quốc thì nhanh chóng có mặt tại các chợ lẻ và tới tay người tiêu dùng mà không hề bị phát hiện. Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng với những sản phẩm cam đã khẳng định được thương hiệu là cách mà một số tiểu thương đang sử dụng để dễ dàng tiêu thụ sản phẩm Trung Quốc, mặt hàng đang bị nhiều người tẩy chay hiện nay. Tuy nhiên điều này vô tình tạo sự hiểu nhầm và dần đánh mất lòng tin của người tiêu dùng trên thị trường. Quan trọng hơn là nó ảnh hưởng lớn đến uy tín của những dòng cam chất lượng như cam Vinh, sản phẩm mà phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.